Thưa quý vị và các bạn, 4 tàu cá đã bị cháy, trong đó 3 chiếc bị cháy hoàn toàn và 1 chiếc bị thiêu rụi một nửa, thiệt hại trên 20 tỷ đồng. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 14 giờ chiều nay trên sông Cái Lớn, đoạn thuộc xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Thời điểm trên, một chiếc tàu cá công suất lớn đang neo đậu trên sông Cái Lớn thì bất ngờ bốc cháy dữ dội và cháy lan sang 3 chiếc tàu cá khác đang neo đậu gần đó. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tham gia chữa cháy. Nhưng trên các tàu bị cháy đều có chứa hàng ngàn lít dầu nên đám cháy bùng phát mạnh khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Sau hơn 2 giờ đồng hồ, ngọn lửa đã được dập tắt, 3 chiếc tàu bị cháy hoàn toàn và 1 chiếc bị thiêu rụi một nửa. Ước tính thiệt hại tài sản trên 20 tỷ đồng. Vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.